Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của tài liệu tham khảo. Tham khảo có nghĩa là gì? Hành động đề cập đến một cái gì đó trong lời nói hoặc bằng văn bản. Hành động đề cập đến một cái gì đó hoặc ai đó. Hành động nhìn vào hoặc trong một cái gì đó để biết thông tin. Một người có thể được hỏi về thông tin, về tính cách, khả năng của người khác, vân vân. Tài liệu tham khảo và các loại của nó là gì? Có 4 loại của tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo từ các tuyển dụng trước đây mang trọng lượng lớn nhất. Tài liệu tham khảo việc làm bao gồm chủ lao động trước đây, đồng nghiệp, cấp dưới hoặc khách hàng. Họ có thể nói kinh nghiệm làm việc cụ thể của bạn. Tài liệu tham khảo cá nhân là những người biết cá nhân bạn và có thể mô tả các kỹ năng của bạn. Tham chiếu ví dụ là gì? Tài liệu tham khảo được định nghĩa là một đề cập đến một tình huống. Một ví dụ về tài liệu tham khảo là đề cập đến tôn giáo của một người khác. Một ví dụ về tài liệu tham khảo là một giáo sư sẽ biết thư giới thiệu một sinh viên khi thực tập. Tham chiếu có nghĩa là ai đó hoặc một cái gì đó là một nguồn thông tin về một chủ đề. Làm thế nào để bạn liệt kê tài liệu tham khảo? Những gì cần bao gồm trong một danh sách tham khảo? Thứ nhất, tên của bạn ở đầu trang. Thứ hai, liệt kê các tài liệu tham khảo của bạn, bao gồm tên, chức danh, công việc, công ty và thông tin liên lạc của họ, với một khoảng trắng ở giữa mỗi tài liệu tham khảo. Thứ ba, bao gồm ít nhất 3 tài liệu tham khảo chuyên nghiệp có thể chứng thực khả năng của bạn để thực hiện công việc bạn đang ứng tuyển. Ai nên sử dụng như một tài liệu tham khảo? Một tài liệu tham khảo chuyên nghiệp là một khuyến nghị từ một người có thể chứng minh cho trình độ của bạn cho một công việc. Tài liệu tham khảo chuyên nghiệp cho một công nhân có kinh nghiệm thường là một người chủ cũ, một đồng nghiệp, một khách hàng, một nhà cung cấp, một giám sát viên hoặc một người nào khác có thể giới thiệu bạn cho việc làm. Tài liệu tham khảo quan trọng phải không? Tài liệu quan trọng công việc rất quan trọng để giúp nhà tuyển dụng xác định xem bạn có phù hợp với vai trò mới hay không và thực sự có thể giúp cải thiện khả năng tìm việc mới, vì họ sẽ học được nhiều hơn họ có thể bằng cách quét hồ sơ của bạn. Tại sao nhà tuyển dụng muốn tham khảo? Tài liệu tham khảo giúp xác định nhiều liệu kinh nghiệm làm việc thực tế của bạn có hay không về kiến thức, kỹ năng và khả năng của bạn. Xếp hàng với thông tin trong đơn xin việc hoặc sơ yếu lịch của bạn. Một nhà tuyển dụng tiềm năng không có khả năng thuê một người mà họ nghĩ là nói dối. Tại sao chúng ta sử dụng các nguồn tham khảo? Điều quan trọng là trích dẫn các nguồn bạn đã sử dụng trong nghiên cứu của mình vì một lý do nào đó, để cho người đọc thấy bạn đã thực hiện nghiên cứu thích hợp bằng cách liệt kê các nguồn bạn đã sử dụng để tuyển lấy thông tin của mình. Trở thành một học giả có trách nhiệm bằng cách cung cấp tín dụng cho các nhà nghiên cứu khác và thừa nhận ý tưởng của họ. Kiểm tra tham khảo có nghĩa là tôi đã nhận được công việc phải không? Nếu một nhà tuyển dụng đang kiểm tra các tài liệu tham khảo, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy họ đang trở nên nghiêm túc và rất gần để đưa ra lời đề nghị cho bạn về công việc bạn đang ứng tuyển và phỏng vấn. Nhưng một vài ngoại lệ, hầu hết các nhà tuyển dụng chỉ yêu cầu bạn tham khảo khi họ sẵn sàng cho họ chứ không phải trước đó. Tầm quan trọng của tài liệu tham khảo là gì? Tài liệu tham khảo đóng một vai trò quan trọng trong chương trình, đảm bảo chất lượng rộng lớn. Chúng đóng vai trò là công cụ quan trọng để thực hiện nhiều khía cạnh của đo lường chất lượng, chủ yếu để xác định các phương pháp, hiệu chuẩn, các tính độ, không để đảm bảo đo, đào tạo và kiểm soát chất lượng bên trong. Là kiểm tra tham khảo là một dấu hiệu tốt phải không? Hãy nhớ điều này. Khi một công ty tuyển dụng thực hiện một cuộc gọi đến tài liệu tham khảo của bạn, đó hầu như luôn là một dấu hiệu tốt, bạn có thể thở dễ dàng. Một kiểm tra tài liệu tham khảo thường có nghĩa là một nhà tuyển dụng là gần như đã sẵn sàng để mở phiếu mua hàng đến ứng cử viên và họ muốn xác nhận chính thức rằng bạn phù hợp với họ. Một tài liệu tham khảo là gì và tại sao nó quan trọng?
Tham khảo cho phép bạn thừa nhận sự đóng góp của các nhà văn và nghiên cứu khác trong công việc của bạn. Bất kỳ bài tập đại học nào dựa trên ý tưởng, từ ngữ hoặc nghiên cứu của các nhà văn khác phải có trích dẫn. Tham khảo cũng là một cách để cung cấp tín dụng cho các nhà văn và bạn đã mượn từ và ý tưởng. Làm thế nào quan trọng là tài liệu tham khảo trong một sơ yếu lý lịch. Tài liệu tham khảo là một cách tốt để người khác chứng minh cho uy tín, năng lực và tính chuyên nghiệp của bạn. Người quản lý tuyển dụng muốn nghe cách bạn làm việc với người khác và nếu bạn đề nghị cho một công việc. Tuy nhiên, do thiếu chi tiết họ cung cấp, tài liệu tham khảo có giá trị hạn chế về mặt sơ yếu lý lịch của bạn. Làm thế nào quan trọng là một tài liệu tham khảo công việc. Tài liệu tham khảo công việc rất quan trọng để giúp nhà tuyển dụng xác định xem bạn có phù hợp với vai trò mới hay không và thực sự có thể giúp cải thiện khả năng tìm việc mới vì họ sẽ học được nhiều hơn họ có thể bằng cách quét hồ sơ của bạn. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.